Quỳnh Như xin chào và cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh Bóng Đá Hot. Kính chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Và đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng mình điểm qua các nội dung chính sẽ phát trong video ngày hôm nay. Đội hình ra sân chính thức mạnh khủng khiếp U20 Việt Nam đấu Dubai FC, bình luận viên Quang Huy ngã ngửa. Vâng, thưa quý vị, bình luận viên Quang Huy đã bật ngửa khi những thông tin chính thức về đội hình ra sân của U20 Việt Nam được rò rỉ với giới truyền thông. Anh đã đoán đúng đội hình ra sân rất mạnh của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sử dụng trong trận đấu giao hữu với đội bóng Dubai FC tối nay 23 tháng 2. Trong buổi họp nhanh toàn đội sáng ngày 23 tháng 2, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã đưa ra những chỉ thị thép cho các học trò. Ông muốn các học trò của mình tập trung cao độ cho trận giao hữu cuối cùng để chuẩn bị tốt cho vòng chung kết U20 châu Á 2023. Mặc dù giành chiến thắng 2-1 trước U20 Ả Rập Xê Út, một đối thủ được đánh giá rất mạnh, bên cạnh những vấn đề chiến thuật, tổ chức lối chơi đã hoàn thiện, đội tuyển U20 Việt Nam vẫn còn những hạn chế và thiếu sót. Cần khắc phục để hướng đến một cỗ máy vận hành tốt hơn cho vòng chung kết U20 châu Á 2023 tới đây. Trao đổi với các cầu thủ, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh về cách di chuyển, giữ cự ly đội hình để đảm bảo tính hợp lý và cân bằng nhất khi tấn công, nhất là khâu phòng ngự. Các cầu thủ cũng được yêu cầu phải nắm rõ và thuần thục cách vận hành sơ đồ để đảm bảo lối chơi có sự mạch lạc, trơn tru nhất. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn muốn các cầu thủ thi đấu an toàn, khéo léo nhưng vẫn đầy dũng mãnh và hiệu quả để tránh các chấn thương đáng tiếc xảy ra. Bảo toàn lực lượng cho trận đấu mở màn với U20 Australia vào ngày 1 tháng 3 trên sân Istiqlal ở Fergana, Uzbekistan. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn lần đầu tiên được thực hành, trải nghiệm và sử dụng phần mềm chuyên dụng để nhập liệu, phân tích đối thủ Dubai FC. Hàng loạt dữ liệu về Dubai FC đã được toàn đội phân tích kỹ càng. Những hình ảnh, số liệu, chi tiết, từng vị trí khác nhau, ai mạnh điểm nào, yếu điểm nào, tổng thể đội bóng tấn công phòng ngự ra sao đã được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cụ thể hóa trong phần mềm tiên tiến nhất của Instat. Phần mềm này đã được VFF mua và khoản tiền để mua phần mềm này, theo tìm hiểu của chúng tôi, lên tới 24.000 đô la Mỹ một năm. Instat sẽ phân tích, bóc tách, đưa ra những chỉ số cụ thể về di chuyển, phòng thủ, tấn công. Điều quan trọng nhất là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cùng các học trò của mình đưa ra những chiến thuật hợp lý trong từng trận đấu tiếp theo tại vòng chung kết U20 châu Á 2023. Bên cạnh đó, huấn luyện viên quê Khánh Hòa động viên các cầu thủ tự tin vào khả năng của bản thân, giải tỏa áp lực tâm lý cho các học trò bằng nhiều hình thức khác nhau, qua đó giúp toàn đội có sự thoải mái và hưng phấn. Theo những thông tin rò rỉ từ buổi họp nhanh của U20 Việt Nam, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất của U20 Việt Nam trong trận gặp tuyển Dubai FC tối nay. U20 Việt Nam cần ghi bàn sớm để giành lợi thế. Vì vậy, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã quyết định chơi tất tay, tung đội hình giàu sức tấn công với Đinh Xuân Tiến và Văn Trường đá giữa, cùng Khuất Văn Khang, hai biên là Bảo Long, Hồng Phúc. U20 Việt Nam sẽ đá cửa trên, cầm bóng, chơi chủ động. Ở vị trí gác đền, thủ môn Cao Văn Bình là người được chọn chấn giữ khung thành. Kỹ năng cùng với kinh nghiệm thi đấu là ưu điểm của thủ thành xứ Nghệ này, và Văn Bình sẽ là điểm tựa cho hàng thủ của U20 Việt Nam. Bộ đôi trung vệ là những cái tên quen thuộc, bao gồm Nguyễn Hải Nam và Nguyễn Đức Anh. Bảo Long và Hồng Phúc chia nhau ở hai vị trí hậu vệ trái và phải. Trong khi đó, hai tiền vệ trung tâm là Văn Khang và Văn Trường. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn bố trí hai cầu thủ đều có thiên hướng tấn công, chơi ở khu trung tuyến. Trên hàng công của U20 Việt Nam, bao gồm Đình Bắc ở cánh trái, Văn Tú ở cánh phải và tiền đạo mũi nhọn là vua giải trẻ Nguyễn Quốc Việt. Mục tiêu của U20 Việt Nam là đánh bại Dubai FC để tạo đà hưng phấn trước khi sang Uzbekistan tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2023 từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 18 tháng 3 tới đây. Bình luận viên Quang Huy nhận định U20 Việt Nam có trận đấu khó khăn nhưng vẫn giành chiến thắng trước Dubai FC ở loạt trận giao hữu trước thềm vòng chung kết U20 châu Á năm 2023. Anh nhận định như thế nào về cách tiếp cận trận đấu của U20 Việt Nam trước Dubai FC? Bình luận viên Quang Huy nói, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tuyên bố sẽ cho U20 Việt Nam chơi tấn công trước Dubai FC. Tôi nghĩ là chúng ta tấn công, nhưng chỉ là những đòn chớp nhoáng. Dubai FC kiểu gì cũng chơi tấn công và có sự kiểm soát chủ động. U20 Việt Nam nếu đá như Dubai FC thì không phát huy được sức mạnh. Tôi nghĩ từng thời điểm, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ có sự điều chỉnh hợp lý về lối chơi. Điều quan trọng là các cầu thủ phải giữ được đấu pháp của huấn luyện viên trưởng, không việc gì phải cuống cả. Trận thắng trước U20 Ả Rập Xê Út với tỷ số 2-1, bình luận viên Quang Huy cho rằng
Tiếc cho các cầu thủ của chúng ta rất hưng phấn, mọi thứ chuẩn bị rất tốt. Song một số thời điểm vẫn bị ngợp nên có cảm giác căng cứng. Một số cá nhân có những nét tài hoa ở nhà lại không phát tiết được khi được ra sân ở trận này. Tâm lý luôn luôn bị gồng. Tóm lại chúng ta bị căng cứng, tâm lý phải gồng hết sức nên khi cần mềm và lạnh thì không được. Nếu có cái mềm và lạnh thì đã đại thắng U20 Ả Rập Xê Út rồi. Cuối cùng nói về những điều cần thay đổi, phải làm tốt hơn để có một lứa U19 tiếp theo có thể nối gót các đàn anh U20 hiện tại. Bình luận viên Quang Huy chia sẻ. Tôi theo dõi đội U20 Việt Nam một thời gian dài và thấy mọi thứ gần như tối ưu hóa rồi. Có những điều chúng ta biết thế nhưng không dễ làm. Ví dụ như bảo anh em chơi bóng tỉnh và lạnh hơn thì làm sao để tỉnh và lạnh hơn đây? Có khi tỉnh và lạnh thì sự trang bị nền tảng thể lực và sự tập trung lại không được hiệu quả. Thôi mình cứ xác định như thế này cho dễ. Coi như việc nỗ lực dự World Cup và đã thành công như vừa rồi với các trận giao hữu trong và ngoài nước giúp chúng ta tự tin hơn. Đồng thời cho thấy hướng đi hiện nay là đúng và cứ thế mà đi. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn, thế hệ sau tích lũy thêm, có những hội tụ tốt hơn thế hệ trước. Lứa Quang Hải, Tiến Linh cách đây 6 năm là một sự mở đầu. Hôm nay là sự kế tiếp cho lứa Quang Hải và cứ thế từng nấc thang một sẽ cao hơn. Tất nhiên cần thì cần nhiều thứ lắm, nhưng trong tình trạng và khả năng hiện nay của bóng đá Việt Nam như thế là tốt rồi. Hãy coi đây là bàn đạp và từng nấc thang một tiến lên thôi. Với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, có thể được coi là một trong những vị chiến lược gia luôn có được cái duyên với bóng đá trẻ Việt Nam từ trước tới nay. Một trong những chiến tích ấn tượng nhất của ông cùng với cấp độ bóng đá trẻ chính là việc đưa đội tuyển U20 Việt Nam tới với World Cup trẻ năm 2017. Giải đấu mà chúng ta đã có cơ hội được chứng kiến màn trình diễn của những ngôi sao đã thành danh ở thời điểm hiện tại như là Hoàng Đức, Bùi Tiến Dũng, Quang Hải hay Tiến Linh. Để rồi giờ đây U20 Việt Nam sẽ một lần nữa hướng tới mục tiêu đặt chân tới đấu trường thế giới với bàn đạp chính là việc giành được thành tích cao tại vòng chung kết U20 châu Á năm 2023. Có thể nói rằng lứa U20 tham dự World Cup 2017 chính là lứa cầu thủ trẻ thành công bậc nhất trong lịch sử của bóng đá Việt Nam. Những ngôi sao đã kiến tạo nên kỳ tích của bóng đá nước nhà trong suốt 5 năm qua đều đến từ những gương mặt đã cùng với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tới với World Cup cách đây hơn 5 năm. Quang Hải, Đoàn Văn Hậu hay Tiến Linh giờ đây đều là những gương mặt chiếm trọn tình cảm cũng như lòng tin của người hâm mộ cùng ban huấn luyện đội tuyển quốc gia. Do đó sẽ không có lý do gì để chúng ta không có quyền kỳ vọng vào một chiến tích thần kỳ nữa sẽ được ông Hoàng Anh Tuấn cùng các học trò viết nên. Mục tiêu của đội tuyển U20 Việt Nam ở thời điểm hiện tại trước khi hướng tới đấu trường World Cup chính là thành tích tốt tại vòng chung kết U20 châu Á năm 2023. Cách đây 5 năm, cũng chính việc lọt vào top 4 của vòng chung kết châu Á đã giúp cho các chàng trai trẻ của đất nước hình chữ S làm nên kỳ tích và xuất sắc có được tấm vé đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Hơn nửa thập kỷ sau, những chiến binh sao vàng trẻ sẽ nằm chung bảng với những đối thủ không hề dễ chịu như là Australia, Qatar cùng với Iran ngay tại vòng bảng của sân chơi châu lục dành cho cấp độ bóng đá trẻ. Nhưng ở vòng chung kết U19 châu Á 2016 thì chúng ta cũng đã nằm chung bảng với những đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều như là Triều Tiên, UAE cùng với Iraq. Ở thời điểm đó thì huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thậm chí cũng đã thừa nhận rằng ở bảng đấu này Việt Nam chính là đội yếu nhất và đây thực sự là một thử thách lớn. Theo kế hoạch, sau trận giao hữu với U20 Ả Rập Xê Út, toàn đội U20 Việt Nam sẽ di chuyển sang UAE, tiếp tục tập huấn và thi đấu giao hữu với Dubai FC vào ngày 23 tháng 2. Tới ngày 26 tháng 2, toàn đội bay sang Uzbekistan để tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2023. Giải U20 châu Á 2023 diễn ra ở Uzbekistan từ ngày 1 đến ngày 18 tháng 3. U20 Việt Nam sẽ phải nỗ lực rất nhiều khi nằm chung bảng tử thần với U20 Qatar, U20 Australia và U20 Iran. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối bản tin. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để có thể sớm cập nhật những video trên kênh Bóng Đá Hot. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo.